Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U3 Mừng Trời. Camera Lò Anh Nhàn chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U3 Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và một số sự kiện khác. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm, hãy liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U3 Mừng Trời. Camera Lò Anh Nhàn chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U3 Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và một số sự kiện khác. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm, hãy liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
Kênh YouTube U3 Mường Trời, Camera Lò Anh Nhàn xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã đăng ký ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Rất mong Camera Lò Anh Nhàn lại tiếp tục có cơ hội quay phim chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc đời của quý khách hàng. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình vui lòng hãy liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn. Trong buổi trưa ngày hôm nay, dạ vâng, và ngay giờ phút này đây đã và đang hiện diện tại trung tâm sân khấu chính, cho phép nhà sân người dẫn chương trình xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị, và chúc là Tư Kim chú rể Minh Toàn sánh duyên cùng với cô dâu xinh đẹp Thanh Thảo, và khán giả kính thưa anh chị, kính thưa Minh Toàn và kính thưa Thanh Thảo, và ngày hôm nay toàn thể các cụ, các ông, các bà, có những cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ thanh niên sầm gần của hai bạn đã trở về đây cho niềm vui hân hoan của đại gia đình của chúng ta, và có lẽ rằng để gửi những lời cảm ơn chân thành, lời chân sâu sắc nhất đến sự diện của toàn thể quý vị, và ngay sau đây xin mời hai bạn sẽ chuẩn bị cúi mình, cúi chào thân thương đến sự diện của toàn thể quý vị ạ. Và kính thưa thầy, quý vị một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng nữa. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngày hôm nay để có được một buổi trưa, để có được một đại lễ thành hôn mừng ngày phúc cho năm cho cô đơn nương được diễn ra thành công vô cùng tốt đẹp, vô cùng ấm cúng, sắc trong vào lịch sử như trong buổi trưa ngày hôm nay, thì cô dâu và chú rể của chúng tôi cũng không thể quên đi được công ơn trời biển của những bậc trận làm cha làm mẹ với công toàn thể quý vị. Và quả thật đúng là công cha như núi ngất trời, những mẹ như nước ngời ngời biển đông, và hôm nay nên vợ thành chồng thì cũng không thể quên được công ơn sinh thành. Do chính vì lý do trang trọng vào lịch sử này thì ban tổ chức chương trình chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu, cũng như là xin được trân trọng kính mời. Và đầu tiên xin được trân trọng kính mời phía Tư Gia Hoàng Nhà Trai sẽ có bác Lò Văn Chiến cùng với bác Quang Thị Vân, cũng chính là cha sinh mẹ đẻ, thân sinh phụ mẫu của đường kim chú rể. Và xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ trở về phía trung tâm sân khấu chính, tầng sân khấu chính, lễ đài tình yêu của cặp đôi uyên ương. Cho phép nhà sân người dẫn chương trình xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị, đó chính là đại gia đình hạnh phúc nhất của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay giờ phút này đây, cho phép nhà sân xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu có bác Lò Văn Chiến cùng với bác Quang Thị Vân. Rồi xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ tiến lên một bước ạ. Và toàn thể quý vị hãy đồng một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón sự diện Tư Gia Hoàng Nhà Trai của chúng tôi ạ. Dạ vâng, và cùng chung tay với cánh tiệp hồng cũng xin được trân trọng kính mời, cũng xin được trân trọng giới thiệu có bác Lò Văn Thương cùng với bác Lò Thị Dung. Xin kính mời hai bác sẽ tiến lên một bước ạ. Và để toàn thể quý vị sẽ gửi một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón sự diện Tư Gia Hoàng Nhà Gái ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ trở lại vị trí ban đầu ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và chủ nhân của những cánh tiệp hồng và lý do lớn nhất để toàn thể quý vị đã cùng nhau trở về đây trên niềm vui hân hoan của đại gia đình, đó chính là Minh Toàn cùng với cô dâu xinh đẹp Thanh Thảo. Xin kính mời hai bạn sẽ tiến lên một bước, và toàn thể quý vị một tràng vỗ tay thật lớn nữa để chào đón sự diện của cô dâu và chú rể.
Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngày hôm nay thống chí tức là con mẹ phi nào ngoài em nào cái sang bà xin tư đồng bán lụt là tâm bà tổ chức tâm bà luật ba ở số nạ tàng tà sòng phái bú ra tà nai và các bà kén quát đổi phù nhé mà ứ ở số tăng số chắc tức là con mẹ phi nào ngoài em bản phủ bú sung ào à yai bà lung chú phủ chú côn. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và có thể nói rằng là yêu nhau thì chẳng còn xa gần, cầu không tay vịn thì cũng lần mà sang, yêu nhau thì chẳng ngại lầm than, mới xong ta cũng lội vào mấy ngàn cú qua. Và có thể nói rằng tình yêu nó rất là đơn giản và thiết thực, nhưng nó cũng thật là gần gũi và cao cả. Tình yêu là sự hòa hợp giữa hai con tim, nó giống như sự giao hòa tuyệt đối giữa âm và dương, giữa trời và đất, giữa ngày và đêm. Và quả thật đúng là tìm hiểu, yêu thương, tạo dựng và gắn kết, đó chính là quy luật trong kiếp nhân sinh. À thì khi còn trẻ còn bé thì đôi tân hôn của chúng ta, cô dâu và chú rể của chúng ta, họ đã cùng nhau lớn lên trong vòng tay đùm bọc và che chở của ông bà cha mẹ hai bên gia đình. Và đến khi con lớn trưởng thành trên bước đường đời học tập cũng như là công tác, thì đôi tân hôn của chúng ta, Minh Toàn cùng với Thanh Thảo, họ cũng đã gặp gỡ nhau, họ cũng đã yêu thương nhau và họ đã quyết định cùng nhau trèo lái con thuyền tình yêu. Và đến ngày hôm nay, con thuyền tình yêu đó cũng đã neo đậu bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu, được hai bên gia đình đồng lòng đẹp ý, được chính quyền địa phương nơi sở tại nhất trí hoan nghênh. Và trong không khí vui tươi, trước khán phòng hạnh phúc và trước sự diện của đông đủ toàn thể quý vị diễn hơn, cho phép Nhật Sơn người dẫn chương trình xin phép được trình trọng tuyên bố chính thức khai mạc buổi lễ tình hôn 10 phút trên năm cho cặp đôi lương. Đức Kim chú rể Minh Toàn sẽ dành cùng cô dâu xin đẹp Thanh Thảo xin phép được chính thức bắt đầu. Và toàn thể quý vị đồng chào và toàn lớn đặc công chúc mừng. Một tràng phấn tích thật lớn đã được chính thức khai mạc buổi lễ tình hôn đến các toàn thể quý vị ơi. Dạ vâng, cảm ơn sự nhiệt thành của toàn thể quý vị và song hành cùng với những màn tràng pháo tay của toàn thể quý vị, đó chính là màn bắn pháo hoa vô cùng rực rỡ đến từ trung tâm tổ chức sự kiện của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, đã chính thức khai mạc buổi lễ tình hôn 10 ngày phút trên năm cho cặp đôi nương. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và quả thật là hôm nay thì trời rạng mây cao, ở đâu có cuộc vui nào vui hơn. Thì ban tổ chức chương trình chúng tôi cũng chợt nhận ra rằng có sông thì cũng phải có bến có đò, và dựng vợ cả chồng thì cũng phải dặn dò dăm câu, mà dặn con thì sớm sớm chiều chiều. Thì ngay bây giờ đây, đi nhận được sự quyền của đại diện hai bên gia đình cũng như là sự nhượng quyền của cô dâu và chú rể, thì Nhật Sơn cũng xin phép được đại diện cho hai bên gia đình sẽ có đôi lời phát biểu cũng như có những lời cảm ơn gửi đến sự diện của toàn thể quý vị, và bài phát biểu sẽ được thể hiện bằng tiếng Thái. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe. Sau chuyện tiếp lại phòng em Pinong Sướng Mơ và khó tóc khe đô tẩu Lô Lan để sau giới thiệu Lô Lan khách trình Nhật Sơn vừa giúp các bạn sang thành ngài cái nhắc hàm lại cùa cái lại tam kèm tầm hỏa môn nửa chuôn sướng mơ đi và có chú chết tơ đô tẩu Lô Lan cái sau chuyện vô trường phổ trò đi và chuyện lung bí thư phủ trái quang và chuyện phổ trang tánh sảng lại bàn mơ ngứng mắt tòm và chuyện xung bí trăng sảng sớ nửa chặn cường năng tiền và chuyện xung hai thành niên tuổi sầu sao sảng sao và các bạn nhắc chào khỏi đi bố già tán hai sỏng phái chung hân hâu với giật kín tó bản tó cuống và chẳng là lấy lại pì trong mỹ lại khẩu lên chép nhang ở chắc bày lại tắt lìm bó trăm ở nhà nằm bất bún ở chắc bất bún là bùn tà lướm bùn phà lướm bùn luông chắc o chắn sình chắn sình lại lưu nòi ỏi hạt băn banh cứ xếp vườn tàu khẩu vườn tềm ở xếp vườn chó mới kìm khẩu khẩu vườn chó e chó mới kìm nông ốp bò chăn điện chăn sùng mẹ chăn trùng chăn nhớ ở chắc chăn sùng biết lung chăn sùng biết phà chăn mả biết phò biết mè hà hương ở đủ trai cái tuổi xếp sàng chắn hôn tắt pí đối với những cái tuổi xa xí chắn hôn tắt hừng ở tắt hừng nó là hừng ta xa xí tắt pí lại là pí lòi ỏi lẹ xa sòng phòng nồng cha chắp táo chàng có về hay lù mà chàng phòng nồng cha chắp táo có hạn về na hà lù nào và chắc là giờ chắc phải lù men khét quá nòng xào nâng nang tán tử tác chủ cách điểm cửa vào vườn hài và chắc là sòng xe tà những cha chẳng mi cần xứ nem trẻ kiều mà để con chủ tài hoa tài sơn a chẳng cưng xứ hơn hà ảo mà để con báo con xào những chẳng cưng xứ hơn hà rào và chắc là phò mè chắc hạt chẳng phanh tác sò mồm rất sầu ở dưới lù tài hoa tài sơn và sắc mặt mà đi chẳng có sa lèn sứa hà lèn phá cười cái phì phờ bên đồi phù hối mía cằn và sau để cáo mới tới lại con mẹ pi nào à em sống bản sàn na lại huyền lại xã thành niên như trai là bản hạt banh mái là bia vác càn cảm lại khuôn cả là tam kẹt tòm hồ môn nằng trách tên lại con mẹ pi nào à em cả nhắc hạt nhắc banh cả nhắc là mái là bia vác càn cảm lại khuôn cả là tam kẹt hồ môn nằng thầy đu tàu đu làn tất bản tổ chức mới biết sàn ơn xưa ở xó nào tàng tà sầu phái cũ ra tà nay của bà kén quan người phù nhiêm ở sở chung cái tên lại con mẹ pi nào à em ở điện ngủ mắt bè lại tù điện quát mắt bè lại lắm ở sở chung cái tên lại con mẹ pi nào à em xích vì nhà mi lùa sày sao vì nhà mi lùa nào nhà mi ảnh hài phân trời khẩu hướng lâm dân hảo mẩn dân hảo thôi như sao vì mới đang tên lại con mẹ pi nào à em đâu.
Rồi, kính thưa toàn thể quý vị, và vừa rồi thì Nhật Sơn cũng đã đại diện cho em bên gia đình. Hai bạn sẽ từ từ quay mặt trở về nhau. Dù vậy, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và nghi lễ cho nhân tình yêu để chứng minh rằng ngày hôm nay cặp đôi nương, cặp đôi tân lang, cặp đôi tân gia nhân của chúng ta từ ngày hôm nay sẽ chính thức lên vợ thành chồng. Và để Minh Toàn ơi, và để thêm phần lãng mạn hơn cho buổi trưa ngày hôm nay và nghi lễ trao nhẫn thì cho phép Nhật Sơn xin trân trọng kính mời chú rể của chúng ta xuất quỳ một gối trái của mình xuống ạ. Để thêm phần trao nhẫn, thêm phần phương tây, thêm phần lãng mạn và toàn thể quý vị em một tràng pháo tay thật lớn đúng không ạ? Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, chiếc nhẫn là một vật thể hình tròn, nó không có điểm đầu và cũng không có điểm kết thúc, và chiếc nhẫn được ví như là vòng tròn của cuộc sống. Và từ ngày hôm nay, hai chiếc nhẫn sẽ được đeo lên ngón tay giáp bức của cặp đôi nương, và xin được chúc cho hai bạn trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu tề, thế trường đời cửu mãi mãi không rời xa. Một tràng vỗ tay thật lớn nữa được không toàn thể quý vị ơi. Bố mẹ, sở chính thế lời phò mẹ Pinawasu, anh sắp bạc cùng ai điên đùa nhà ớ cờ sắc phô đán thỏa mô, cùng em tảnh đùa nhà ớ cờ khớp biểu nằm bó. Ông bò trang điên trang sùng, mẹ trang trùng trang nhà ớ, ớ chết trang sùng kết lông trang sùng. Sở sàng vô mắc càng xú chua màn đê. Dạ vâng, xin trân trọng kính mời nàng dâu cùng với mẹ chồng ạ, sẽ ôm nhau một cái thật chặt đấy được không ạ? Để gắn kết tình cảm mẹ chồng nàng dâu, ta thấy quý vị ông bà chồng của ta thật lớn đâu ạ, gắn kết tình cảm mẹ chồng nàng dâu ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời anh Hoa sẽ có món quà để trao để gửi tặng lên người em của mình. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và chúc mừng toàn thể quý vị đã được chứng kiến đó chính là những giai điệu ngọt ngào của cuộc sống. Thay cho những lời nói đó chính là những món quà được trao, được gửi tặng lên cặp đôi nương của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì niềm vui của cô dâu và chú rể cũng là đại diện hai bên gia đình của chúng tôi đã được nhân lên gấp đôi, gấp ba và gấp hàng trăm lần khi sự diện của toàn thể quý vị đã đông đủ trở về đây cho niềm vui hân hoan của đại gia đình. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến sự diện của toàn thể quý vị. Dũng và liên tục chương trình sau món quà của anh Hoa xin được trân trọng kính mời cậu Mộng Yên Thêm sẽ tiếp cận sân khấu chính để có món quà gửi trao để gửi tặng đến người cháu của mình. Dũng vâng, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, rất nhiều món quà đã được trao, được gửi tặng lên cặp đôi nương của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Một hình ảnh vô cùng ý nghĩa, vô cùng tuyệt vời phải không toàn thể quý vị? Và ngay giờ phút ở đây cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời này cùng với đại gia đình của chúng tôi ạ. Dạ vâng, và liên tục chương trình cũng xin cho nhìn núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước người biển đông. Bố nay nên gọi thành chồng thì bố mẹ thì cũng có được những món quà, món của hồi môn. Một chút thời gian qua bố mẹ đã tích góp, đã dành dụng được. Và để đến ngày con gái của mình đi xây dựng hạnh phúc gia đình thì bố mẹ đã có món quà của hồi môn để trao được gửi tặng đến người con gái thân yêu của mình. Và bố mẹ cầu mong cho người con gái thân yêu của mình sẽ được trăm năm hạnh phúc. Dạ vâng, và sau món quà được trao tặng lên người, kính mời cô Thủy sẽ tiếp cận sân khấu chính ạ.
Dạ vâng, và sau món quà của cô Thủy thì cũng xin được trân trọng dì Phượng kính mời dì Phương ạ sẽ tiếp cận sân khấu chính để trao tặng món quà vô cùng ý nghĩa đến hai người cháu của mình ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời dì Phương sẽ trở về phía trung tâm sân khấu chính ạ. Và sau món quà của dì Phương cũng xin được trân trọng kính mời anh Tuấn sẽ trở về phía trung tâm sân khấu chính, tiếp cận sân khấu chính để có món quà để gửi cho, để gửi tặng hai người em của mình. Và lý do là hôm nay anh Tuấn thì cũng vắng mặt, không thể góp mặt trong ngày vui hạnh phúc của người em của mình. Đến từ được trân trọng kính nhờ em gái gửi trao hộ món quà. Chương trình cũng xin được trân trọng kính mời dì Phương sẽ trở về phía trung tâm sân khấu chính hôm nay, đúng không ạ? Đó thay cho những lời chúc phúc tốt đẹp nhất để gửi đến đại diện hai bên gia đình của chúng tôi. Cầm lên chiếc dao ạ và cắt từng tầng bánh tượng trưng cho từng ý nghĩa khác nhau. Và tầng bánh đầu tiên tượng trưng cho nền máu tình yêu mà hai bạn đã dày công vun đắp. Và xin mời hai bạn sẽ cắt tầng bánh thứ hai tượng trưng cho sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị dân hơn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tầng bánh cuối cùng là một mái ấm gia đình từ ngày hôm nay trở đi. Các đôi nương của chúng ta sẽ cùng nhau chăn chung gối chung màn và chung cha chung mẹ và sẽ chung cả những đàn con sinh từ nay trở về sau. Và nghi lễ cắt bánh tình yêu được diễn ra thành công vô cùng tốt đẹp. Và toàn thể quý vị em một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng nữa. Xin chào quý mời các bạn sẽ di chuyển về phía tâm linh tình yêu ạ. Và toàn thể quý vị ơi, và đương kim chú rể Minh Toàn của chúng ta được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Uva, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên của chúng ta. Đẹp trai thì nó vô cùng đẹp trai, điển trai thì vô cùng điển trai rồi. Thế còn có mạnh mẽ không thì ngay giờ phút ở đây xin các bạn toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến nhá. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời đương kim chú rể sẽ cầm lên chai rượu sâm banh, đầu tiên rượu sâm banh ạ. Và để tiếng nổ chai sâm banh của chúng ta càng lớn, một tràng vỗ tay thật lớn để khích lệ tinh thần cho chàng rể của chúng ta được không toàn thể quý vị ơi. Sức thật mạnh nào, vô cùng tuyệt vời. Vâng, xin mời hai bạn sẽ cùng nhau tay trong tay và rót ra những ly rượu nồng ạ. Vâng, và chúc mừng tập thể quý vị đang cùng nhau được chứng kiến đó chính là một nghi lễ rót rượu sâm banh, một nghi lễ vô cùng sang trọng, lịch sử và hiện đại. Rượu hồng là tình cảm duyên nồng, chúc cho hạnh phúc vợ chồng thành đôi. Thương nhau thì nhấp chén ly bôi, tô son điểm phấn bờ môi thêm hồng. Và những giọt rượu đầu tiên thì đã được cặp đôi nương của chúng ta chắc chiu lên từ tháp ly. Một tràng pháo tay thật lớn để dành tặng cho cặp đôi nương của chúng ta toàn thể quý vị ơi. Vâng, và xin được mời được chàng rể chúng ta sẽ cầm lên chai rượu thứ hai ạ. Và chắc hẳn là từ chai rượu đầu tiên thì chàng rể của chúng ta đã có vô vàn kinh nghiệm để khui chai rượu thứ hai, đúng không ạ? Xin mời anh sẽ sắp thật mạnh ạ. Xin cứ mời chàng rể của chúng ta sẽ sắp như những hàng ngày anh thường sắp nhá, anh Toàn nhá. Sắp thật mạnh vâng. Vô cùng tuyệt vời, xin mời các bạn sẽ cùng nhau tay trong tay và rót
chung lòng với nữ thần tình yêu bất diệt, người hãy minh chứng cho giây phút trọng đại này của cặp đôi uyên ương. Với nữ thần hạnh phúc, người hãy ban phép nhiệm màu để gắn kết hai tâm hồn lại với nhau. Từng giọt tình yêu, từng giọt hạnh phúc đã được trong đầy chất chiêu cùng năm tháng. Một bản tình ca để gắn kết hai tâm hồn lại với nhau thành sợi chỉ vàng hạnh phúc. Và ghi lên khúc giữa song bay của chúng ta đã được diễn ra vô cùng tốt đẹp, vô cùng nhanh chóng. Và toàn thể quý vị em và chàng thật tay thật lớn để cùng chúc mừng được không ạ? Và trước khi dành tặng cho nhau nụ hôn này thì cho phép Nhật Sơn xin phép được khẳng định lại tình yêu của hai bạn một chút ạ. Và đầu tiên, hôm nay thì chàng rể của chúng ta là chủ nhà. Hôm nay đám cưới thì là đám cưới của anh, nhà thì là nhà của anh. Và cho phép em xin được khẳng định lại tình yêu của anh một chút. Và chàng rể Minh Toàn ơi, anh có nguyện yêu cô dâu Thanh Thảo của chúng tôi cho đến suốt cả cuộc đời này. Cho dù sau này có buồn vui, ốm đau hay mạnh khỏe, câu hỏi anh có thể trả lời thật to để toàn thể quý vị chúng ta có thể làm minh chứng ạ. Dạ vâng, và một lời khẳng định thật là thanh thép, thật là chắc định của gương tôi đây quý vị. Và chắc chắn rồi, và ngay sau đây xin được khẳng định lại tình yêu của cô dâu của chúng ta một chút. Dạ vâng, cô dâu Thanh Thảo ơi, bạn có nguyện yêu chàng rể Minh Toàn của chúng ta cho đến suốt cả cuộc đời này, cho dù sau này có buồn vui, ốm đau hay mạnh khỏe không ạ? Bạn hãy trả lời thật to. Anh có ạ. Ok, và tình yêu thì cũng đã được khẳng định xong rồi. Mà dù có yêu hay không yêu thì hai bạn vẫn phải hôn mà thôi. Và ngay giờ phút này đây để chuẩn bị cho nụ hôn dài nhất trong buổi trưa ngày mai, toàn thể quý vị chúng ta có thể hô với cùng với Nhật Sơn được không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau hô từ 1 trở về 3 thì cặp đôi nương của chúng ta mới bắt đầu hôn nhau. Và chúng ta sẽ hô từ 3 trở về 1 thì nụ hôn mới kết thúc được không ạ? Toàn thể quý vị ơi, chúng ta sẵn sàng chưa? Cặp đôi uyên ương của chúng ta sẵn sàng chưa? Và ngay giờ phút này đây, toàn thể quý vị ơi, 1, 2, 3 bắt đầu. 3, 2, 1 một tràng pháo tay thật lớn cho thầy quý vị ơi. Vâng, một hình ảnh vô cùng tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì tất cả các nghi lễ vô cùng quan trọng thì cũng đã được ạ. Đồng chứng kiến đó chính là những nhịp điệu vô cùng nguyên truyền của một tiết mục múa đến từ đội múa thôn bản Ruva của chúng ta.